Ê Phương Lộc, mày có biết lái xe không mày? Anh yên tâm, cứ để em. Đây rồi, một con mồi. Lúc nó luôn mày. Ui, em này xinh, tha đi anh. Mày đúng là cái thằng dạy gái. Ủa, mà xinh thật. Này, lấy máu đi em. Giờ biết ai dạy rồi đấy. Mà mày đừng có quên nhiệm vụ, anh em mình là ác quỷ Free Fire đây. Ờ ha, chuyển thôi anh. Lên xe đi em. Tôi với nàng đi đua giữa thành đô Hà Nội. Một chiều mùa thu, ngồi trên con rinh chiến nghiêng mình giữa ngã tư. Vào chuông. Kể ra xin được inter bạn này chơi cùng thì vui nhờ. Ha, mày nói cũng đúng. Anh em tìm hội tôi danh tính bạn gái này với nha. Còn bây giờ bọn tôi là ác quỷ Free Fire. Trận này cứ một kill em cho anh thơm một cái. Ui giời ơi, thế anh clear cả bản đồ, em cho anh múc ba hả? Thích ăn vả à? 7 năm tự hào Free Fire thôi nào. Ủa em, mình quên target mà ta, đâu ra con boss này vậy? Này anh cho máu này, cuốn vào đi. Tiên sư con bot kia, mày thích phá đám hả? Cứu bé. Được rồi, bé nhìn anh xử lý con bot này nè. Giờ tao ném thính xem mày chạy đi đâu. Mà làm gì mà khó coi vậy, coi như là này mày hên á. Bé ơi, vào đây lút đồ đi nhanh lên, không con bot nó tranh mất. Mlem, trời ơi, món quà từ thượng đế, toàn súng 3 chip thôi. Bị lừa rồi. Con bot kia, đừng để tao biết mày lại. Anh cho em xin quả keo đi. Thôi anh phải giữ để cánh em chứ. Anh chả thương em đâu. Anh không thương tôi hả? Ủa, hai xu. Có phải con nhỏ bữa phá mình không em? Là nó đó. Rồi, con nhỏ hai xu, mày trốn kỹ vào. Thôi được rồi, để anh chị con nhỏ này. Em đi theo anh, cái thói con này kiểu gì nó cũng đi theo phá mình cho mà xem. 7 năm tự hào, Free Fire thôi nào. Đây rồi, tao chờ ngày này lâu lắm rồi, hai xu ạ. Sao nó không gục vậy? May là nó tha đấy nhá. Coi như mày mạng lớn, để xem giờ mày định làm gì. Định dùng bọn tao đi theo rồi đặt lại mình chứ gì. Tao lại để ra mày. Biết ngay mà, trứng mà đòi con hơn vịt hả? Ê, tính tự hủy à mày? Ủa, nó không nổ hả anh? Trời, gà đã không nói rồi còn mình giỏm nữa. Thế này thì đòi đi hại ai hả trời? Anh ơi chạy đi. Gì ạ? Sao phải chạy? Con nhỏ hai xu kìa. Hello. Ui giời, em chưa nghe ba bánh một không trốn cũng què à. Để xem nay nó còn dám bướng nữa không. Bảy năm tự hào Free Fire thôi nào. Nhỏ hai xu, mày có dùng hành động không thì bảo. Nope. Cơ hội cuối cho mày rồi đấy. À, vẫn bướng hả? Quỳnh, lên em. Để xem phát này mày sống kiểu gì. Ái chà, cũng có sự chuẩn bị đấy, nhưng mà chưa đủ đâu. Tôi đã bảo là con nhân vật của tôi nó yếu đuối lắm rồi mà anh em không tin cơ. Vậy thì lần này tôi sẽ cho anh em mở mang tầm mắt luôn. Rồi xong, thằng Phương Lộc cán qua cái, tôi bẹp rúm luôn rồi.
đến cái nỗi mà người yêu tôi còn bị dính cả ra đường luôn ạ. Vấn đề là bây giờ bọn tôi làm sao để trở lại bình thường đây ta? 7 năm tự hào Free Fire nào giờ bị vậy? Sao mà bán? Ủa, mà mình mỏng vậy, thằng địch nó có bắn trúng mình không ta? Nope. Mọi người cho mình hỏi với tại sao con nhân vật của mình nó yếu đuối thế nhở? Clip trước xe đụng nhẹ cái nó biến dạng luôn. Trời ơi, mới rơi nhẹ cái nó bẹp rúm luôn rồi. 7 năm tự hào Free Fire thôi nào, tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này luôn. Người yêu tôi bà cũng bị y chang kìa. Làm sao vậy? Ê mà kể ra cũng hay nha, như này địch sao bắn trúng nổi tôi. Mang cu tứ tới đây, mang toàn tây tới đây, mang bác gấu tới đây. Lâu lắm rồi mới được một ngày chơi game yên bình cùng người yêu. Ui da, má thằng nào đâm mình vậy? Trời ơi, nó đâm tôi một phát biến dạng luôn rồi anh em ơi. À, hóa ra là thằng kẻ phản diện. Nhưng mà giờ sao để trở lại bình thường đây? Anh em nhìn cái tướng của tôi đi, nhìn nó có dị tật không kìa. Ủa, mà khoan đã. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng đụng phải thằng Phương Lộc nữa. Bé ơi chạy đi, thằng kẻ phản diện này nó bị nhiễm phóng xạ hay sao ấy. Anh em có nhìn thấy cái gì tôi đang thấy không? Nó vả người yêu tôi một phát gục luôn. Ủa, bộ game giờ chuyển từ đấm sang vả hả trời? Cái mát gì mà nghèo nàn, không có nổi cái giáp cái mũ nữa. Ui giời, cái gì đây? Món quà từ thượng đế. Số hên nó vậy đó, đi đâu đồ ngon nó cũng rơi vào đầu. Má, thằng nó vậy. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Thôi coi như tao cho mày cầm hộ đồ xíu, tí đằng nào trả thuộc về tao. Ê, lại tính đi theo cấp đồ chứ gì. Đúng ý anh rồi đấy. Anh không hiểu sao mặc nhầm cái bộ đồ nhìn phèn kinh đi được. Ủa cái thằng nào nhìn quen đấy nhở? Ê, bình tĩnh nha. Hình như là thằng Phước Lộc phải không ta? Thôi được rồi, cho máu này. May cho mày là bữa nay anh là người tốt. Trời má, mình có nhìn nhầm không vậy? Nay còn bày đặt nhiều kill cho mình nữa cơ. Xem ra cái thằng Phước Lộc hôm nay cũng biết điều phết nhở. Ủa mà khoan, cái gì xanh xanh kia? Tao đã định làm người tốt rồi mà mày vẫn muốn hãm hại tao. Được rồi, đã vậy thì lẹ lẹ mày ơi, bo thu và bo vào bo. Ngày chơi game cùng thằng Phương Lộc, không ngày nào là tôi được chơi yên ổn hết. Nên lần này tôi sẽ cho nó bất ổn luôn. Mọi chuyện nhờ em nha Quỳnh. Anh Quang yên tâm, cứ để em. Mày xong rồi. Phương Lộc, chơi game không mày? Có chứ, mà sao anh Quang lại ở đây? Con phải hỏi nữa, tao vào để kiểu danh mày chứ sao. Kéo em xuống gần vậy hả anh? Tao mệt mày quá, thôi vô đi. Ui, có địch quá trời kìa, một xe luôn. Trời ơi, sao toàn cái phản diện thế này, cứu anh nữa. Lên xe anh Quang ơi, nhanh. Cô đáng đời nha mày. Hai người canh em xíu nha, shipper gọi lấy hàng. Nó gì tới nơi rồi, đừng đi nữa. Ê thằng kia, mày đi thật rồi hả? Cơ hội đến rồi anh Quang. Rồi, cứ để anh. Cho mày chừa cái tội cho tao này. Đây, tới rồi đây. Ủa, mình đâu rồi? Bảy năm tự hào Free Fire thôi nào. Nay tự nhiên người yêu mình với thằng Lộc rủ chơi game sớm vậy ta. Bé ơi, ship cho anh xin một bình máu với hai chai nước suối với. Ê, bên này. Rồi em sẽ hận một chàng trai khác. Nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát. Thôi, chắc do thằng Lộc yêu máu chứ mình overthinking quá rồi. Đây, bé lên xe anh chở này. Ơ kìa. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Dẫn mặt hả? Này thì cướp xe. Anh không ngờ em với nó lại cùng một phe luôn đấy. Đã thế thì cho anh mượn cây M1917. Pha này kiểu gì em cũng cứu thằng Lộc xong mới cứu anh. Đấy. Ủa? Sao em mua hết ba lô thế này? Thì ra em là kẻ phản diện. Ái chà chà, cái thằng Phương Lộc đang on nè. Nghe nói mới có tích xanh chắc đang oai lắm ha. Ghen quyền thổ ba sao, chọn ghen vàng nhá.
Này, ngày nào mày không khi anh là ngày đó mày không ăn được cơm mà em. Em nào dám. Danh cao danh thấp không phải vấn đề, quan trọng là mày có trình không. Em trình không được cao, nhưng em có tính xanh tiết tốt, anh có tính xanh không anh Quang. À, cái thằng này được. Lộc, mày cứ đứng ở đó đi, anh làm cái này cho mày xem. Em mới có tính xanh, mà anh đã quan tâm em thế rồi. Ui giời, lúc nào anh chả quan tâm em. Rồi rồi, đứng ở đó, sao nữa. Tưởng tích xanh là oai làm sao. Giờ tôi sẽ cho anh em thấy sức mạnh của tích tên lửa. Trời ơi, anh Quang cứu em. Trời. Anh Quang, biết tin gì chưa? Tin gì mày? Chị Linh chơi lại Free Fire rồi đó. Á à, đù, thật hả? Để anh mời vào xem nào. Hi, Linh đã xin chào. Cái gì? Vừa chơi lại mà em đã bị bé Quỳnh tha hóa rồi á? Bất ngờ chưa? Anh Quang với Phước Lộc vào tên phản diện cùng bọn em đi. Thôi thôi, bọn anh sợ lắm. Sao em vào trận nhanh thế? Anh đã bảo là anh không làm phản diện rồi mà. Vui mà anh. Thế giờ muốn làm kẻ phản diện hay muốn ngủ gầm cầu? Anh... Lên xe nhanh. Thôi, bọn anh không lên đâu. À, dám bật lại nóc nhà hả? Này to gan nhờ. Phước Lộc, nghĩ cách gì đi. Chứ anh thấy cứ như thế này là toang đấy. Anh em mình không thể để bị tha hóa được. Em có ý này. Ném Guardian. Liệu ổn không đấy mày? Yên tâm anh. Lên xe đi các bé. Bọn anh sẽ tham gia team phản diện. Cũng biết điều đấy. Nhảy. Hai thằng này. Mẹ, hôm qua tôi bị thằng Phước Lộc chôn cay quá anh em ạ. Đấy, cái thằng này thiêng thật, thắp hương mũi cũng lên nữa. Sao nào, mời anh vào đây có việc gì? Thì nhờ anh vào kéo gánh giúp em ấy mà. Cuối cùng thì mày cũng biết kỹ năng của anh rồi sao. Vô đi anh gánh. Nói chung thì em tìm anh là đúng người rồi đó. Dăm ba cái danh, anh leo cái một. Còn một hoàng địch nè anh ơi, bắn nó đi. Sao hôm nay nó lại nhường kêu cho mình lạ thế nhở? Sao cục đá có người, anh cẩn thận nha. À, thằng này cũng biết điều phết. Chắc tại thấy mình bắn hay quá đi mà. Còn mày đặt thả tim đồ nữa. Xe nè anh ơi, lên xe đi em chở đi sang kêu. Đừng có kiểu tốt vậy, anh không quen. Lên xe đi anh, hứa uy tín. Tự dưng thế điểm điểm ta. Gì nữa vậy Lồng, mày bị làm sao thế? Sao xe nó lại bay lên trời thế này? Thì xe nó biết bay. Áo thật đấy. Rồi mình đang ở trong Free Fire hay ở trong xứ sở thần tiên vậy trời? Anh Quang ơi, lên đây xem chỗ này có cái gì này. Sao lại có cái thùng dầu này ở đây vậy ta? Thôi kệ, cho thằng Lộc biết tay cái đã. Ủa, sao nó không bị gục? Thì ra anh là con người như vậy. Hên là cái hùng dầu này nó không có sát thương. Tí thì toàn. Anh không biết gì hết nha. Lạ thật, mình phải kiểm tra xem mấy cái thùng dầu này nhập tí China hay sao mà nổ không mất sát thương nữa. Sao gục quả này, tuyệt vời luôn. Thằng Phước Lộc, lại là mày. Lâu lắm rồi mình không vào game, không biết có gì mới không ta. Ủa, cái thằng nào nhìn quen quen thế nhở? Phước Lộc Gaming. Mày chết. Con mồi đây rồi, mày chết với chị. Ủa, nó kiếm đâu quả xe này vậy trời? Thôi kệ, cứ dụ team up rồi tính tiếp. Gòi gòi, cái kết cho kẻ mê gái. Mày xong rồi. Mày không hớt được bao con trai. Nope. Ảo thật đấy. Nope. Má, cái đầu thằng Phước Lộc này đâu rồi anh em? Cái tươi nhở. Mày ngon, mày mọc lại cái đầu solo với tao. Đỡ anh bắt được em. Thôi được rồi, mày cứ đợi đấy. Hình như tôi vào game sai ngày hay sao anh em ạ. Gặp toàn thứ gì đâu không à. Ơi, nó đang mải bắn thằng kia, cơ hội đây rồi. Mày giấu cái đầu mày nữa đi. Ủa, cái gì vậy trời? Trời ơi, giữa một rừng kẻ phản diện đâu lòi ra bé xinh gái thế này. Lại còn đấm đấm gạ team up nữa. Đáng yêu vậy trời. Ui, gặp lại bạn đấy này, còn lấy xe đón mình nữa. Rồi, không chê nghèo thì lên xe anh đèo. Em gái gì à, anh đây được cái đẹp trai bắn hay, mỗi tội nhà nghèo nhưng không có dễ dãi nha. Trời ơi, cái gì nữa đây? Vẫn là em đó hả? Đúng là sống ra thành huyền thoại mà, tôi bắt đầu thích em rồi đấy. Này, anh em đừng có mách hành linh đấy nha. Không như con sư tử nhà mình, dễ thương thế này, ai mà nỡ bắn em cơ chứ. Ủa, cái gì vậy? Ê, em ơi đừng. Ma thì ra là thằng Phước Lộc. Anh ơi chạy đi. Gì ạ, sao phải chạy? Con nhỏ hai xu kìa. Hello. Ui giời, em chưa nghe ba bánh một không trốn cũng què à. Để xem nay nó còn dám bướng nữa không.
7 năm tự hào Free Fire thôi nào. Nhỏ hai xu, mày có dùng hành động không thì bảo. Nope. Cơ hội cuối cho mày rồi đấy. À, vẫn bướng hả? Quỳnh, lên em, để xem phát này mày sống kiểu gì. Ái chà, cũng có sự chuẩn bị đấy, nhưng mà chưa đủ đâu. Anh em ơi, mùa hè chán thì chúng ta làm sao nhở? Hè chán làm ván Free Fire, anh em còn chần chừ gì nữa mà không vào game chạy bo cùng mình hay nào? Vào game nhá!